也是看不到的。对呀、啊，黑的。好娘娘，如果有人找呢，准备去冰冷别冲的，还有个管瓜，冷空气凉下，冷冰冷。靠在山某人，耳聋子，伤者鸟安乎？内门口，木海衣，来兵人，来救救门徒。đến thánh đàn nơi thiên đàng quyền diệu muốn thiên binh hòa tha xúc muôn đời khiến có chết bấm mặt thần vì tình thương thiên chúa phủ muôn nơi đến yên lặng bóng tầm cá quán trôi cửa thiên đàng mở rộng tiếng Giê-xu xuống trần gian bán sự sống ngàn thu cho muôn vật từ nay vui giải thoát sao giáo sanh quả huy hoàng bất ngắm hồn vui mừng đón nhận ánh sao trời trời đạo hạnh đến nay thanh vương tới đón yêu thương miễn chẳng lo nên lời cần thế chích đường thiên dường mất lối mộng hoàng sông nhân loại mãi ghi lầm cổ ngực ta đây sức mạnh người đóng mà dân tộc đáng chìm bao lần thế thảm cả thế giới biết bao điều ảm đạm giết chết nhau trong những trận giao tranh buông vi trùng hơi độc hạt nhắn dần gây tiếng kêu khiến quần chảy dân lành biển trần khổ nhận chì người không thể tránh nộp tội khiến sự chết phủ của dân thọn hấp cả siêu thuyết và phủ bệnh dịch lễ thiên tai mãi hoài ngày tháng lũ lụt cuốn trôi nhiều người dưới gần sóng động đất nhiều nơi trong vùi ba mạng sống khắp thế giới bọn khủng bố luôn hành động giết chết người bằng bom đạn nổ những chỗ đông chùa giáng thế cứu cuộc đời lạc lõng chùa xuống đời nhân thế biết hay chắc chùa giáng thế cuộc đời thiểu nặng chùa xuống đời nhắn thế biết ai chắc đúc chân lý xoa biển trần cay đắng
đã phì nhiễu hy vọng thâm nhiệm màu. Chúa giáng thế nguồn vui lúc khai mở, trộn bận hờn quán khúc nhạc tiếng ca. Sao quyền diệu xoa rừng đời mê ngủ, thức hậu người đến Chúa xuống tầm giác. Diệt sự chết phá tan quyền âm phú, cứu tội nhân mở rộng cõi thiên đàng. Thải sắc đất nhà thần lỏng vang tiếng, hồn khát khao tìm gặp đắng mê si. Món cỏ trùng chiếc chưa định diệu kỳ, đêm thánh đản đêm vui mừng hân thiện. Biến cố chết đã trở thành quần thiệt mỹ, sản quả trên đời mạch sống mời cào cung. Hồn ái tiểu nạn đau phụ lung đau, máu tình lễ phúc âm yên lành cứu rỗi. Nguồn sống vinh quang để làm sao ánh chuông ánh sáng Chúa mãi mãi huy hoàng. Từ ngàn xưa tư sáng mãi ngàn sáng, thập giá Chúa bán lời hứa ngọc ngào. Muôn tiếng khác bóng hình vào tiếng ngược, đêm giáng thế hồn thần chỉ ấn tượng. Ngày tháng thiết hàng gặp gỡ thiên đức, buổi phục sinh tỏa sáng ánh quang hồng. Chiều thế kỷ mỏ mồm chờ chung kết, chiều thế kỷ mỏ mồm chờ chung kết. Bước linh tình Chúa an ủi người mỏ mệt, tỉnh thức rằng tuyệt vọng nổi chờ mốc. Xoa tương lai sưởi ấm muôn muôn lòng, luôn đang ngờ từng linh hồn khốn khu. Ngày là vui tâm hồn sầu lễ đổ, hứa ở cùng và đi với khắp nơi. Thủ chết ta và gìn giữ trọn đời, bán hỷ dựa an bình trọng ước phận. Tình yêu Chúa vuông trồng trong cuộc sống, đừng để làm thâu, đừng để làm món nạn nỗi sầu bí. Đừng để tâm luôn vắng buổi kinh kỳ, hướng về Chúa đấng chân thần duy nhất. Tình yêu Chúa vuông trồng đầy chân thật, đừng để làm bán nạn những điều chi. Đừng để tâm vướng bận cái trần ly, hướng về Chúa đấng chân thần ta ngợi.
hướng về Chúa, đấng chân thần đã ca ngợi. Chỉ có sự kiện đến Chúa Giáng sinh mà lịch sử nhân loại đã chia đôi, gọi là trước kỷ nguyên và sau kỷ nguyên. Trước kỷ nguyên 400 năm có lời tiên tri nói về đấng cứu thế sẽ sanh ra, mà Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6 để ghi lại rằng vì sẽ có một con trẻ sanh ra cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta quyền trị vì, sẽ đặt ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng mưu lượng lõa lùng, là Đức Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền trị vì của Ngài mãi mãi không ngừng, và bình an của Ngài kéo dài vô tận. Trước Ngài David và trong vương quốc của Ngài, Ngài sẽ thiết lập và duy trì hòa bình của Ngài bằng chân lý và bằng công trí. Quyền cai trị của Ngài bằng công lý và công chính từ nay cho đến đời đời. Amen.